Thu Hà, cô đến từ Nam Định. Cô mắc bệnh gì và bệnh của cô như thế nào? Cô bị thoát vị địa đệm, đi lại rất khó khăn, đặc biệt là cái chân phải. Trước đây cô đã đi điều trị ở đâu và những phương pháp? Cô đi điều trị ở tuyến huyện, tuyến tỉnh và lên Việt Đức rồi. Cô cái chỉ ở đây là lần thứ mấy rồi? Cô kế này là lần thứ tư rồi. Sau khi cái chỉ về thì cô thấy bệnh tình mình thay đổi như thế nào? Cô thấy chân của cô đã đi đã dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là từ phần lưng xuống cái mông thì có tiến triển rất là tốt. Cô thấy đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi cô? Hiện tại bây giờ thì cô đã được khoảng 6-7% rồi đấy. Cô nhận định thế nào về phương pháp kế chỉ ạ? Nói chung là phương pháp kế chỉ an toàn và tiện lợi cho người đỡ mất thời gian. Cô có lời gì muốn nói lời cảm ơn đến các bác sĩ không ạ? Cô mong muốn các bác sĩ là quan tâm chu đáo nhiều hơn nữa tới bệnh nhân. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ, chúc cô mau khỏi bệnh ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.